Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Thưa quý vị, hôm nay Mộc Nam Huy xin giới thiệu và báo giá đến quý vị hai bộ ghế nghê, hay còn gọi là bộ ghế tam sư cột 12, trên chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100%. Và đây là vẫn là những bộ ghế được Mộc Nam Huy làm theo các cái tiêu chuẩn cao nhất, đó là các cái tiêu chuẩn tay nghê liền nguyên khối, không ghép, mặt ván liền nguyên tấm, có độ dày lên tới là 3 phân theo tiêu chuẩn của hàng 14. Và chân đôn, chân bàn, chân ghế vẫn là dàn chân 12, cực kỳ to, khỏe và chắc chắn. Để mà hội tụ đủ những yếu tố này thì chắc chắn là những sản phẩm này quý vị chỉ có thể tìm thấy tại Mộc Nam Huy, hoặc quý vị đặt theo yêu cầu, chứ hoàn toàn không có sẵn tại thị trường quý vị nhé. Nguyên bộ 6 món bao gồm một ghế băng dài, hai ghế đơn, một bàn hộc kéo, một đôn thấp và một chiếc đôn cao có hộc kéo. Nguyên bộ là 6 món. Xin báo giá luôn cho quý vị trước khi đến với chi tiết thì đây sẽ là bộ ghế sơn hoàn thiện, có giá là 51 triệu quý vị nhé. Một cái tiêu chuẩn rất là cao và hoàn toàn quý vị có thể thoải mái tìm kiếm ngoài thị trường. Chúng tôi cũng đảm bảo đến quý vị là sẽ không bao giờ có sẵn với những cái tiêu chuẩn như thế này. Vâng, đầu tiên thì đây là bộ ghế nghê, hay còn gọi là bộ tam sư, thì với phần tó là phần tó nghê, được Mộc Nam Huy làm với chiều cao là 30 phân và là phần tó liền hoàn toàn, không ghép. Trên cái phần tó này được đục chạm nghê, và đục chạm nghê là nghê ba đầu quý vị nhé. Các đường nét đục chạm rất là đẹp, rất là đẹp và sắc nét. Ở bên dưới thêm các cái chi tiết hoa lá tây, đó là về cái phần dàn tó quý vị nhé, dàn tó liền hoàn toàn. Các bản tựa ở đây, các bản tựa được Mộc Nam Huy đục là bản tựa tam sư vần cầu, vẫn còn gọi là nghê quý vị nhé. Đó là ba con nghê vần cầu rất là đẹp. Bản vách ở đây Mộc Nam Huy làm là bản vách lọng, là lọng 3 phân. Đó, rất là đẹp. Xung quanh thì ở bên trên cũng được đục chạm thêm các chi tiết con nghê quý vị nhá. Và bên dưới đục bức mặt hổ phù. Ở giữa hai tấm tựa thì sẽ có một cái chi tiết dây leo. Ở giữa chi tiết này được đục chạm chi tiết hoa lá tây. Bản cột là bản cột 12, cột đặc nguyên khối, và hàng trên hàng này thì chắc chắn cột sẽ là cột không tâm không giật quý vị nhá. Vì trên chất liệu gỗ hoa đỏ và gỗ hương đá thì điều này rất đều chắc chắn. Tay nghê là tay nghê dày 12, tay nghê to bằng cột. Đó, và dàn nghê là dàn nghê liền. Đó, liền hoàn toàn, không ghép. Nó sẽ khác biệt hoàn toàn đối với những con nghê ghép miếng, 2 miếng, 3 miếng, ghép ngang, ghép dọc khác nhau. Mặt ván có độ dày 3 phân và độ dày liền hoàn toàn, không ghép. Ở đây là một cái chi tiết rất đặc biệt và rất là đáng giá, và có thể coi như là đáng giá nhất trên bộ ghế, đó là các cái phần mặt. Thì sẽ khác biệt hoàn toàn so với các cái sản phẩm được làm theo dạng mặt khuôn tranh hoặc là mặt liền nhưng mà con nối ở đằng sau, thì đây sẽ là một cái mặt ván liền hoàn toàn, liền nguyên tấm, giá trị hơn rất là nhiều và độ dày lên tới 3 phân. Thì đây sẽ là tiêu chuẩn của cái hàng cột 14. Phần vai được đục các chi tiết dạo tay bèo, hoa lá tây, ven cong. Bản vai được Mộc Nam Huy là dày 2 phân rưỡi, và bản chân, chân đục đầu lân, chân móng. Về dàn chân này, quý vị có thể xem luôn cả dàn chân của các cái phần chân đôn, chân bàn, thì tất cả đều là dàn chân 12, rất là to, khỏe và rất là vững quý vị nhé. Nhìn một cái dàn chân đôn rất là to, nó khác biệt hoàn toàn đối với các cái tiêu chuẩn thông thường. Chiếc ghế băng này thì có cái chiều dài là 2m07, chiều cao 1m25 và chiều sâu là 61, bàn rộng 60, dài 1m3, đôn thấp thì sẽ là 43 vuông, còn đôn cao thì sẽ là 43 x 53. Chiếc đôn cao này Mộc Nam Huy làm một hộc kéo, còn trên chiếc bàn thì sẽ làm hai hộc kéo ở hai bên. Tất cả các tấm mặt này đều là mặt 3 phân hết quý vị nhé. Mặt 3 phân liền hoàn toàn và rất là dày dặn và chắc chắn. Hai chiếc ghế đơn được làm với kích thước chiều rộng, chiều dài là 93, chiều cao là 125 và chiều sâu vẫn là 61, và vẫn là dàn tó nghê cao 30 phân và liền hoàn toàn. Đó, đục nghê ba đầu rất là đẹp. Bản tựa vẫn tiếp tục là bản tựa nghê vườn cầu, đó, tam sư vườn cầu, mặt ván 3 phân liền. Với những cái tiêu chí này thì Mộc Nam Huy hoàn toàn có thể khẳng định đến quý vị một điều, đó là chắc chắn 100% tiêu chí như thế này thì không có sẵn ngoài thị trường. Bởi đây là những cái tiêu chí Mộc Nam Huy làm theo những cái tiêu chuẩn cao nhất dành cho những khách hàng mà quý vị
khó tính nhất, muốn sở hữu những cái bộ ghế quý vị muốn mua, những cái bộ ghế là dày dặn nhất, chắc chắn nhất và nó bền nhất, đi kèm với các cái chi tiết đáng giá nhất. Với các cái chi tiết mặt ván liền 3 phân và tay nghe liền nguyên khối trên chất liệu gỗ hương đá, thì quý vị cứ yên tâm một điều, quý vị mua và sử dụng thì trong thời gian vài năm nữa thôi, quý vị có muốn mua thì chắc là cũng chẳng còn đâu. Bởi vì gỗ bây giờ nó đã rất là đắt rồi, và các cái khổ gỗ lớn bây giờ cũng càng ngày là càng hiếm. Vâng, giá là 51 triệu sơn hoàn thiện. Quý vị có thể tới xưởng Mộc Lam Huy kiểm tra hàng mộc và ký tên chữ ký sơn để đảm bảo cho các cái sản phẩm là đúng hàng, đúng gỗ, đúng chất lượng 100%. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của xưởng gỗ Mộc Lam Huy. Nếu như trong video Mộc Lam Huy có thiếu thông tin gì, xin quý vị cứ để lại bình luận ở bên dưới nhé. Mộc Lam Huy sẽ trả lời và đáp những thắc mắc đến quý vị.